Rồi xin chào tất cả mọi người nha, chào quý khách. Thì một câu hỏi mà tình huống mà thường đặt ra là chúng ta khi tiêm vaccine, đúng không, Covid-19, thì bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta biết là chúng ta nhiễm rồi thì sao, đúng không? Chỉ đó trên đời có thể xảy ra được. Như vậy là nếu nhiễm rồi có nên tiêm vaccine không, và làm sao chúng ta biết là nhiễm? Một câu hỏi rất thường xuyên xảy ra và cực kỳ khó. Thực ra thế này, thì nếu chúng ta mà đã nhiễm rồi thì dĩ nhiên chúng ta không nên tiêm liền. Tại vì sao? Khi chúng ta nhiễm là chúng ta phải có một cái kháng thể tạo ra chống lại con vi khuẩn virus rồi. Bây giờ làm sao chúng xác định được là chúng ta nhiễm hay chưa? Chứ lại chúng ta làm 1 triệu dân này chúng ta xét nghiệm hết rất là tốn kém mà cực kỳ khó khăn, máy chuyên nghiệp mới làm được. Tức là sao? Chúng ta đo cái nồng độ kháng thể chống lại con virus Covid-19 có hay không thì chúng ta xác định là cái nhiễm hay không. Ví dụ chúng ta chưa bây giờ chích ngừa hết mà chúng ta bây giờ đo nồng độ nó có như vậy thì chứng tỏ chúng ta đã nhiễm. Mà nồng độ kháng thể nó vượt qua cái ngưỡng an toàn bảo vệ rồi thì chúng ta đâu còn chích, nhưng mà không ai làm gì nữa thôi. Cho nên câu hỏi đó là để mọi người biết. Nhưng vấn đề đặt ra là giả sử chúng ta tiêm mũi 1 xong, đúng không? Giờ chúng ta vừa tiêm xong một thời gian ngắn chúng ta nhiễm đi. Nhiễm, tôi gặp rất nhiều trường hỏi nhiễm Covid-19 thì chúng ta nên tiêm tiếp mũi 2 hay dừng lại? Đó. Thì xin thưa thế này, để khi tiêm xong mũi 1 thì để nồng độ kháng thể bắt đầu tạo ra khoảng 2 tuần. Lúc đó cơ thể chúng mình bắt đầu có thể bảo vệ một phần thôi chứ chưa bảo vệ được bao nhiêu hết. Lỡ chúng ta nhiễm thì có xảy mấy trường hợp ra. Đầu tiên có thể là chúng ta tiêm một phần rồi thì cơ thể mình sẽ có một kháng thể chống nó, hoặc cơ thể mình khỏe mạnh thì cơ thể mình hoàn toàn vượt qua vấn đề đó. Hoặc chúng thể nếu không thể thì chúng ta yếu, hoặc sức của chúng ta có thể bị bệnh nặng. Nhưng sau khi nhiễm vô rồi thì sao? Thì cơ thể chúng ta vượt qua tạo ra một kháng thể rất mạnh chống lại con virus đó, virus đó thì chúng ta đủ khả năng rồi, không cần tiêm nữa. Đó. Như vậy nếu nhiễm xong rồi, nhiều hỏi cô tôi nhiễm sao, tôi bị tiêm lần 1 giờ lần sau tôi bị nhiễm, giờ tôi có muốn chích nữa không, làm sao tôi biết tôi đủ sức đề kháng không? Thì đầu tiên sau khi nhiễm xong tôi muốn kiểm tra sức khỏe chúng ta có đủ cái kháng thể để chống lại con virus không, thì chúng ta phải làm một xét nghiệm đo cái nồng độ kháng thể trong cơ thể chúng ta. Đó, mà đo nồng độ kháng thể nó vượt qua cái ngưỡng đó, an toàn rồi, đủ chống lại con virus đó rồi thì chúng ta không cần tiêm gì hết. Đó. Cho nên một câu hỏi đặt ra là có nên xét nghiệm toàn quy để kiểm tra chúng ta đã bị nhiễm hay chưa, thì không ai làm việc đó. Rồi ví dụ bây giờ đầu tiên chúng ta bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta hỏi tôi chưa tiêm vaccine lần nào, tôi vẫn khỏe mạnh hoàn toàn, ví dụ 1 năm 2 năm sau thế giới hoàn toàn bình thường, đâu có nhiễm Covid nữa, hình rồi á. Nhưng bây giờ tôi không tiêm vaccine, tôi kiểm tra thử tôi có thực sự để nhiễm chưa, nếu cần tiêm hay không, thì cũng là một phương pháp là xét nghiệm nồng độ kháng thể chống lại con virus Covid-19. Đó. Cho nên qua đây thì khi mà tiêm mũi 1 xong thì hoặc mũi 2 chúng ta vẫn có khả năng nhiễm. Còn nếu tiêm mũi 1 rồi và chúng ta lỡ chuẩn bị trong giai đoạn chờ mũi 2 mà nhiễm thì chúng ta chắc chắn qua khi hết bệnh đó thì chúng ta hầu như chúng ta không cần tiêm nữa. Còn để đo định lượng cơ thể chúng ta đủ nồng độ kháng thể khỏe mà đã không chống lại con virus đó thì chúng ta phải xét nghiệm đo nồng độ kháng thể trong cơ thể chúng ta nha. Cho mọi người yên tâm, tất cả cái phương pháp nào cũng có nhiều cái phương pháp để mình chẩn đoán loại trừ. Tuy nhiên chúng ta không thể là xét nghiệm toàn thể toàn dân để kiểm tra nồng độ kháng thể được, khi nào cần thiết người ta mới làm phương pháp đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha.